Chào các bạn đến tin nhanh 247. Lộ diện Suki Bertman Trick 2008, cái mẫu tay ga mới của nhà Suki. Suki Bertman Trick 2008 là mẫu xe tay ga ở hạng 125 và 150cc của nhà Suki. Cái dòng xe này trong năm 2008 mang kiểu dáng của người đàn anh Suki Bertman Trick 400 vừa được lộ diện với hình ảnh đầy bí mật. Dòng xe này hướng tới cạnh tranh với những dòng như là Honda Pilot 2008 và chiếc Yamaha S-Max 2008. Cái mẫu xe này được xác định là dòng xe cạnh tranh với cái Pilot của nhà Honda và S-Max của nhà Yamaha vì kiểu dáng là khá giống nhau. Hình ảnh lộ diện của dòng Bertman Trick 2008 cũng cho thấy cái kiểu dáng cũng khá tương đồng với cái người đàn anh Bertman Trick 400 của mình. Và chỗ này vẫn chưa có những thông tin nào cụ thể về cái dòng xe này. Chỉ biết một điều, dòng xe này có dung tích 125 hoặc là 150cc vì có kiểu dáng nhỏ hơn. Sủ cái mâm kích thước là 14 inch. Logo tên Bertman Trick cũng đã được lộ diện. Phần đuôi cũng đã được lộ diện. Và đây là hình ảnh của người đàn anh Bertman Trick 400. Và chúng ta cùng xem cái thời gian sắp tới Suki sẽ ra mắt cái dòng xe này như thế nào nhé. Cảm ơn bạn theo dõi này, lần tiếp nhớ like, share, subscribe.